Hello, xin chào toàn thể anh em đã trở lại video của Hải Bãi nha. Hôm nay thì có mấy con máy cưa xích đẹp cho anh em này. Mấy con này Nhật bãi về nha các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn, thiếu một cái thùng. Giá thì rất là rẻ nha. Từ khoảng 2 triệu đến 2 triệu 1, 2 triệu 2 một con thôi. Đó. Anh em nào ưng ý cây nào thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 để ra nha. Đó thì con đầu tiên sẽ là một con cưa xích Echo GC301 này. Dòng tay cụt cho anh em cắt cành nha. Đó, máy đẹp xuất sắc luôn. Thiếu một cái thùng. Đó. Con số 2 cũng là một con Echo tay cụt GC300. Rất là mới nha. Làm xích còn mới nguyên. Đó, con này con GC31 này. Đẹp xuất sắc luôn. Làm xích còn nguyên chữ. Đó, con này cũng vậy nha anh em. GC33T này. Cũng đẹp, thiếu một cái thùng. Con này cũng dòng Tanaka nha các bác nhá. Đó, Tanaka này, giật trợ lực nha. Hai này giống nhau. Đó, con này thì giật thường này, con này giật thường này. Đó, mấy con này thì giá là 2 triệu 1 một con này. Mấy con này là giá 2 triệu 2 một con nha em nhá. Giật trợ lực là 2 triệu 2. Còn mấy dòng tay cồn này thì 2 triệu một con nhá. Đó, anh em nào cần loại nào thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 nhá. Rồi có một con Makita cũng rất mới này. Đẹp xuất sắc luôn. Zin đời có giật trợ lực nhá. ME333. Và siêu phẩm một con này thì thiếu mỗi thùng ZB3035 nhá. Đó, quá đẹp luôn, con này chưa xài nhá. Đó, Nhật chưa xài. Đó, con này thì giá của nó là 2 triệu 2 một con nhá. Đó. Rồi, mấy cái con này thì cũng giật trợ lực Tanaka này. Con dòng 2 triệu 2 một con nhá. Đó, anh em nào ưng ý cây nào thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 nhá. Đó, rồi mấy con này thì trọng lượng nó tầm khoảng 4 kg đấy các bác nhá. Đó, làm dài 40 hết. Rồi, xin cảm ơn anh em.